chào khách đi nha. Chiều hôm nay em có chị Oanh bên quận 6, chị qua lựa nữ trang nè. Chị lựa hai cái dòng. Chị lựa cho chị một cái dòng bản caro nha, cao 8 phân nha quý khách. Dòng này là gần 9 chỉ nha, móc máy cực kỳ sáng luôn. Em đeo chị Oanh nha. Cho em mượn tay chị. Em tiện cái tơ bông nào hồng 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 đó. Đeo này sang chưa? Quá trời đẹp luôn. Chị Oanh còn lựa cho con gái một cái dòng bandura nè, toàn ten chiếc dép nè, con mèo nè. Mẫu này mẫu đúc luôn nha quý khách. Đeo cực kỳ chắc luôn, dòng này là gần 5 chỉ ha. Đó. Tất cả hộp tấm nhỏ này là bên em bảo hành cho chị hết nha. Đeo em đeo luôn ha, cho mượn tay em đi. Đó, dễ thương ghê chưa. Rồi, em gửi chị Oanh hóa đơn nha. Tổng bộ nữ trang của chị là 49.700.000. Em cảm ơn chị Oanh đã qua ủng hộ tiệm nha. Cảm ơn chị nhiều à. Em chào khách yêu nha. Chưa hôm nay em có chị Nga qua lựa nhẫn nè. Hồi bữa là chị Nga ghé mua một cái dòng hoa 3 tầng nha, mẫu 3D nha. Nay chị lựa thêm một cái nhẫn. Dạ, em cảm ơn chị. Đây, chị lựa một cái nhẫn hoa 3D đi bộ luôn. Nhẫn này là gần 5 chỉ nha quý khách. Em đeo cho chị luôn ha. Đó, nguyên một bộ đeo sang cực kỳ luôn. Chị còn lựa thêm một cái nhẫn tím nữa nè. Nhẫn hoa tím viền cánh móc máy nha. Nhẫn này là gần 2 chỉ. Đây, em đeo cho chị luôn ha. Tổng hai nhẫn này của chị là 25.900.000 nha quý khách. Em gửi chị Nga hóa đơn. Em cảm ơn chị Nga đã qua ủng hộ tiệm nha. Cảm ơn chị nhiều. Đeo bộ này sang mất dần luôn nè. Cảm ơn chị ha. Dạ, sáng hôm nay là có vợ chồng của chị Kim Yến ở quận 9. Hôm nay là chị ghé ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là một cái vòng bản nha. Đây ạ, à, vòng bản Chanel. Cái này nha, là hàng em mới vừa về tối hôm qua thôi. Một cái duy nhất là thiệt sự là cũng mến chị cho nên em giới thiệu hàng mới cho chị đeo nè, để chị về quảng cáo cho em. Đây, cái vòng bản chữ Chanel nha. Thường thì nó có bản 8 phân nha, còn này là bản 5 phân nha quý khách. Bản ngắn hơn à, rất là đẹp luôn, chạy chữ thương hiệu Chanel tắt máy nè, xuất sắc. Đẹp chưa, rất là êm tay nha. Cái vòng này là tương đương gần một lượng vàng nha quý khách nha. Nghe chưa, độ chiếu của nó là khỏi bàn luôn. Từng cái đường chạy máy của nó rất là sáng và sắc sảo. Đây, cái này em đeo cho chị luôn nè, cho quý khách thấy là cái đồ đẹp. Rất là trùng hợp sao mà thiệt sự công ty nó gửi về cho em có một vòng mà em đưa em giới thiệu thử với chị là đeo vừa y luôn. Đeo vừa là chị lấy luôn á quý khách. Nó có sự may mắn vậy đó, mà chị mua nhanh lắm. Nè, đưa thích là lấy thôi. Nhanh nhẹn may mắn, mở hàng may mắn cho em á. Đây. Chất lượng ha quý khách ha, rất là đẹp luôn ạ. À. Cái bản nó vừa phải luôn. Cái vòng này tương đương với giá tiền là 34.500.000 nha quý khách nha. Đeo luôn chị yêu ha. Em cảm ơn chị Yến nha. Cảm ơn chị đã không ngại đường xa xa xôi đến ủng hộ tiệm em. Em xin kính chào khách yêu tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Sáng hôm nay là có hai mẹ con của cô Thúy ở Đồng Nai ghé tiệm vàng ủng hộ cho em là một bộ đồ bộ hộp trà pháp cao cấp nha quý khách. Đây ạ, một bộ trà pháp vừa mới cập bến về tiệm vàng Kim Thành Thảo. Cái này là hàng mới nhất hiện nay nha. Bộ hoa 3 tầng, tất cả đều là hộp trà pháp cao cấp nha. Cái viền của nó là cánh xoáy, cái tấm trắng, đai kim tiền cắt máy luôn ạ. À. Rất là đẹp nha. Cái độ cao chóp của nó vừa phải thôi nha quý khách nha, không cao quá. Đặc biệt là những cô lớn tuổi đeo rất là sang nha. Những cái bộ này, chiếc vòng, nhẫn, dây chuyền. Và tiếp theo là cả bông tai. Cả bộ nè, rất là đẹp. Mê chưa? Sáng lấp lánh luôn, cái viên đá nó rất là lanh nha. Cái độ sáng chiếu nó rất là đẹp luôn đó. À, cả bộ như vậy thì 9 chỉ mấy gần một lượng nha quý khách. Cái này là cô đeo vừa luôn hay em không có cần chỉnh sửa luôn hả? Hay vậy. Cái này là em chỉ về hai bộ thôi. Một bộ là trà pháp và một bộ là hoa màu tím. Tím hoa cà. Đẹp lắm nha. Sang chưa? Che lại mắt xương này nha quý khách nha, nó che lại mắt xương luôn. Trời ơi còn gì bằng nữa. Đó. Cỡ về đeo bộ thì nó mới đẹp thôi, đeo bộ lúc nào nó cũng sang trọng hơn. Bông tai cho đẹp cái gì. Bông qua bố rồi xong chưa?
Còn phố đi đâu đi nào luôn em. Này chị quay qua đây con quay nhẹ nhàng. Sáng là hai mẹ con đi xe hơi xuống đây hả cô? Xe hơi rồi xe hai bánh. Dạ, đi ha, đi đèo đèo nhau đi xe máy xuống đây hả? Trời ơi xa lắm đó. Xa nha. Mấy 2-3 tiếng đồng hồ phải không? Tiếng hả? Tiếng hả? Dạ, đây. Rất là nhẹ nhàng và đẹp luôn nè, em quay với trái tay nè, nó thanh. Đẹp chịu sao nổi trời. Cưng quá trời luôn. Rất là sang hả cô? Cô có cái dây chuyền chưa? Có dây chuyền nha. Có dây chuyền rồi, bây giờ cái này cũng bỏ hộp cho cô ha. Tổng giá trị mà hôm nay hai mẹ con cô Thúy ủng hộ tiền vàng là 36 triệu hơn, gần 37 triệu quý khách. Đang bỏ vô cho cô luôn ha. Con rất là cảm ơn hai mẹ con của cô Thúy nha. Cảm ơn hai mẹ con đã không ngại đường xá xa xôi đến ủng hộ tiệm con nha. Đây con gửi cô luôn ạ. Cảm ơn cô. Dạ sáng hôm nay là có chị Mai ở Cần Thơ ghé ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là hai bộ xi men nè, nhẫn và hai đôi bông nha quý khách. Trên tay chị Mai là đang đeo hai bộ xi men nha. Đây là tụ tập cả tất cả các thương hiệu luôn nha quý khách. Thương hiệu Dior nè, Chanel, Gucci, Hermès nha. 14 vòng, 4 thương hiệu nha quý khách nha. Đây quý khách có thấy rõ từng cái nét chữ của nó không? Rất là rõ nét nha. Phông chữ rất là đẹp luôn. Từng vòng là mỗi giá khác nhau. Nó làm thêm, tăng thêm cái độ sáng của nó lên nha quý khách. Dior, Chanel, Gucci và Hermès nha. Vòng bản 4,5 ly, 4 ly có khóa nha quý khách. Rất là đẹp. Đeo đều y tay luôn. Tiếp theo là chị Mai còn ủng hộ tiền vàng Kim Thành Thảo là một cái nhẫn và một đôi bông. Cái này là nhẫn 3 tầng nha, xanh dương nè. Tất cả đều là hộp cao cấp nha. Đá tô ba hai da không phai màu nha quý khách nha. Chiếc nhẫn nè và một đôi bông bật theo bộ của nó luôn. Cái mẫu này là nhà Kim Thành Thảo có đủ bộ nha và đủ màu luôn. Nhẫn và đôi bông bông bật đeo rất là êm tay. Cái này chị đeo không chị Mai? Đeo ngón giữa ha. Sang quá trời luôn nè, tay tròn tròn đeo đẹp. Bông em đeo chị. Này bên kia đây, đôi bông này sang quá. Đây bông quá đẹp luôn, bật nha. Và một đôi bông pha lê chơi bé, bông pha lê trắng nha quý khách, toàn ten dễ thương. Cái này thì cô đeo cho con gái nha. Hai mẹ con chuẩn bị đèo nhau về dưới hả chị? Hay là ở Sài Gòn chơi? Hai bà cháu. Vậy hả? Bao xe đây rồi về dưới. Bao xe đây hả? Đi hai bà cháu thôi. Dạ, trời ơi thương chưa? Đây. Tổng giá trị mà hôm nay chị Mai ủng hộ tiền vàng Kim Thành Thảo là cỡ tầm 60 triệu hơn cho quý khách nha. Rồi em cảm ơn chị Mai nha chị. Cảm ơn chị đã đến ủng hộ tiệm em nha. Em xin kính chào khách yêu của tiền vàng Kim Thành Thảo nha. Trưa hôm nay Kim Thành Thảo có lộc ở Bình Chánh, có hai vợ chồng của chị Vân. Hôm nay hai anh chị ghé ủng hộ em là ba bộ xi men nè, dây cho anh và cho chị nữa nha. Trên tay là chị đang đeo ba bộ xi men nha quý khách. Ba bộ xi men bản 4 ly. Chữ thương hiệu gồm Dior nè, Chanel và Sát nha quý khách nha. Ba thương hiệu ạ. Rất là đẹp luôn. Từng cái khúc chữ của nó là móc bi mũi xoàn nha. Sáng chiếu luôn đó. Chị rất là sắc nét luôn nha. Đều nè. Tay đeo đều y ba bộ luôn khách ơi. Tuyệt vời. Xem em bây giờ là đeo có khóa không thôi nha khách. Nó tiện, muốn đeo đeo không mở mở nó cũng dễ dàng. Rồi. Một cái dây đuôi phụng và một cái mặt hoa 5D, mặt hoa lưới nha. Dây đuôi phụng đẹp ngất ngay luôn. Tất cả nó đều giác hết nha. Nó giác, nó cắt máy hết đều luôn. Cái thành hình cái đuôi phụng nha. Dây đuôi phụng này thì trọng lượng của nó là cỡ tầm gần 5 chỉ nha. Mặt hoa 5D, hoa lưới quý khách ơi, đẹp lắm. Công nghệ bây giờ nó làm nó rất là sáng nha. Mà mẫu mã thì nó đa dạng hơn. Rất là ít hộp nhưng mà đeo bền đó. Sáng hoài.
À này em đeo cho chị luôn ạ. À. Nè, em quay cái khổ của chị cho khách xem nè, đẹp lắm nha, tương xứng đồng thanh đồng thủ nha quý khách. Mặt hoa đẹp rồi cái dây nó cũng đẹp nữa. Cách điệu nhìn rất là hay. Rồi, tiếp theo là dây của anh nha. Đây là dây xích nối mắt hỏa tiễn nha quý khách. Đẹp lắm nha. Từng mắt xích nó là nối là ống hỏa tiễn nha. Hỏa tiễn này á, nó làm dập 3D nha, rồng nổi nè và kim tiền luôn. Nó làm hai trong một, trong một cái mắt hỏa tiễn như vậy nè, vừa kim tiền nè, vừa chạm rồng nè. Dây nam thì nhà Kim Thành Thảo là bao la luôn, muốn mấy lượng cũng có nha anh chị. Rất là đẹp, từng khúc dài lên. Cái dây này trọng lượng của nó là gần 1,5 cây nha anh. Cái này trồng đầu luôn, cái này là dài 6 tấc trồng đầu anh. Trồng luôn đi. Tổng trọng lượng mà hôm nay anh chị ủng hộ là cỡ 4 lượng hơn xíu. Thành phẩm giá tiền 146 triệu 347 149 145 triệu. 47 triệu chứ. Ok rồi, em rất là cảm ơn hai vợ chồng anh chị nha. Cảm ơn anh chị đã đến và ủng hộ tiệm em ạ. À.